Chính nguyên tắc ăn tối đặc biệt của người Nhật giúp sống khỏe sống lâu, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm. Quý vị khán thính giả thân mến, Nhật Bản được mệnh danh là đất nước sống thọ nhất thế giới, tỷ lệ béo phì tại đất nước này cũng rất thấp. Ngoài những lợi thế từ môi trường sống và gen di truyền, thì người Nhật còn có thói quen ăn uống rèn luyện sức khỏe để tạo gốc rễ khỏe mạnh, không lo bệnh tật ghé thăm cho cơ thể. Dưới đây là 9 thói quen ăn tối siêu đặc biệt của người Nhật. Học theo những thói quen này sẽ giúp bà con sống khỏe, sống lâu, ai cũng nên biết. 9 nguyên tắc ăn tối đặc biệt của người Nhật giúp sống khỏe, sống lâu, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm. Nguyên tắc thứ nhất, các món ăn tối thường là món nhạt, ăn cá nhiều hơn cơm. Người Nhật rất xem trọng 3 bữa ăn trong ngày, đặc biệt là bữa tối. Bữa tối của họ thường là đồ ăn nhạt, nghĩa là ít dầu, ít muối và ít gia vị hơn vì các nguyên liệu này sẽ làm mỡ bụng tích tụ nhiều hơn. Ẩm thực của Nhật Bản có nhiều món chiên nướng, nhưng trong bữa tối, họ chủ yếu thích đồ hấp luộc để hấp thụ được trọn vẹn cellulose, vitamin, khoáng chất và các hoạt chất khác phong phú nhất từ thực phẩm. Món ăn thường có trong bữa tối của họ là cá. Ước tính mỗi người dân Nhật Bản ăn hơn 100kg cá mỗi năm, nhiều hơn cả mức tiêu thụ gạo. Người Nhật từ nhỏ đã quen ăn các loại cá biển sâu. Đây đều là các loại cá chứa nhiều nguyên tố vi lượng như canxi, phốt pho, kẽm, selen và axit béo không bão hòa, v.v. giúp cơ thể có cảm giác no trong nhiều giờ với lượng calo tương đối ít. Nguyên tắc thứ hai, luôn ăn tối trước khi đi ngủ 3 tiếng. Bật mí với bạn rằng, người Nhật có quy tắc sống rất tốt và ăn tối sớm cũng là một trong những thói quen được họ tuân thủ rất nghiêm ngặt. Sau khi tan làm buổi tối, họ sẽ về nhà nhanh chóng để quây quần ăn tối cùng gia đình. Nếu bận rộn thì người dân nước này cũng cố gắng thực hiện nguyên tắc ăn tối trước khi đi ngủ 3 tiếng. Có như vậy mới đảm bảo dạ dày có đủ thời gian để tiêu hóa cơm và thức ăn, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng được hấp thụ đầy đủ. Hơn nữa, vào thời điểm này, đồ ăn trong bữa trưa cũng đã được tiêu hóa hết, không gây thêm quá nhiều áp lực cho dạ dày. Để thức ăn tiêu hóa hết rồi mới lên giường đi ngủ chính là một nguyên tắc để người Nhật có giấc ngủ ngon mà lại tránh được tình trạng béo phì. Nguyên tắc thứ ba đó là nói không với món tráng miệng. Nhiều quốc gia thích ăn đồ ngọt sau bữa cơm như một món tráng miệng, nhưng ở Nhật Bản thì đồ ngọt thường chỉ xuất hiện vào dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, ít khi xuất hiện trong bữa cơm hàng ngày. Để tránh béo phì, người Nhật luôn chủ động tránh xa các loại bánh ngọt làm từ kem hoặc bơ sữa và hàm lượng đường cao vào buổi tối. Thậm chí, món bánh mochi nổi tiếng của người Nhật cũng sử dụng bột gạo, hạn chế tối đa chất béo, đường và các phụ gia, v.v. Từ xưa đến nay, bữa tối là bữa ăn có rất nhiều ý nghĩa, nhất là trong xã hội hiện đại. Khi mọi người bận rộn với công việc thì bữa tối là khoảng thời gian quý giá để cả gia đình quây quần bên nhau. Trong bữa tối, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, hỏi han nhau về công việc, học hành sau một ngày dài mệt mỏi. Bữa tối cũng giúp gắn kết tình cảm gia đình thêm gần gũi và ấm áp. Tuy nhiên, có không ít người vì sợ béo hoặc sợ thừa cân nên thường bỏ qua bữa tối hoặc ăn uống không khoa học. Điều này có tác dụng ngược đối với sức khỏe. Chính vì vậy, video dưới đây sẽ mách bạn ăn tối như thế nào là đúng cách để có một cơ thể khỏe mạnh. Nguyên tắc thứ tư, bữa tối của người Nhật thường chỉ tiêu thụ một bát cơm nhỏ. Mỗi bữa của người Nhật đều ăn kèm với một chén cơm nhỏ, nhưng chìa khóa để họ không tăng cân đó là lượng cơm trong một bữa ăn không quá nhiều. Thay vào đó, họ ăn thêm nhiều thức ăn phụ, lượng cơm họ ăn thường chỉ vào khoảng 100g. Thêm vào đó, bữa tối của người dân nước này thường không bao giờ ăn quá no, họ chỉ ăn no đến 8 phần. Bởi việc ăn quá no sẽ gây bệnh tiểu đường, béo phì, mỡ máu, v.v. Nguyên tắc thứ 5, bữa tối tránh xa các loại đồ ngọt. Việc ăn nhiều đồ ngọt vào bữa tối hoặc sau khi ăn cơm là điều không nên, bởi hàm lượng đường được cơ thể hấp thụ sẽ chuyển hóa thành năng lượng và chất béo. Sau ăn tối, các hoạt động của cơ thể giảm, lượng đường tiêu thụ nhiều sẽ tích lũy thành chất béo gây tăng cân. Đây là điều mà hầu hết mọi người đều không mong muốn khi phải sở hữu thân hình nặng nề, khó chịu. Thay vì ăn đồ ngọt,
Hãy ăn nhiều trái cây và rau xanh để có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai mà không lo béo phì. Nguyên tắc thứ 6 chính là không được nhịn bữa tối. Nhiều người cho rằng ăn tối sẽ khiến thân hình trở nên mũm mĩm với những ngấn mỡ xấu xí nên họ thường bỏ qua bữa tối hoặc ăn một cách qua loa cho có. Tuy nhiên, điều này lại vô cùng có hại đối với sức khỏe bởi bữa tối thật sự quan trọng. Sau một ngày dài học tập và làm việc, cơ thể cần được bổ sung năng lượng để bù đắp lượng đã mất cũng như tái tạo hoạt động cho các tế bào. Do đó, bữa tối là bắt buộc nếu bạn không muốn cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi hay phải nạp một bữa sáng khổng lồ vào sáng hôm sau. Việc no dồn đói góp cũng là nguyên nhân khiến hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng và gặp phải những vấn đề bất thường. Chính vì vậy, hãy ăn uống đều đặn và tuyệt đối không được bỏ bữa tối. Nguyên tắc thứ 7, không ăn nhiều thịt vào bữa tối. Một nguyên tắc nữa để ăn tối đúng cách là không nên ăn quá nhiều thịt. Việc ăn nhiều thịt vào bữa tối, nhất là các loại thịt đỏ, khiến mức độ mỡ trong máu tăng cao hơn nhiều lần so với những người ăn ít thịt, nhiều rau xanh. Nếu ăn nhiều thịt vào bữa tối, bạn có thể bị mất ngủ bởi những loại thịt này cần thời gian dài để tiêu hóa lượng chất béo và protein có trong đó. Với những người bị cao huyết áp hay tăng lipid máu, ăn nhiều thịt vào bữa tối sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Ăn nhiều thịt sẽ làm tăng lượng cholesterol trong cơ thể. Chúng sẽ tích tụ trên thành mạch máu, gây ra xơ vữa động mạch và các bệnh lý về tim mạch nếu tình trạng này kéo dài. Nguyên tắc thứ 8, tránh ăn các loại đồ ăn nhanh. Một việc bạn cần lưu ý để có bữa tối khoa học và đầy đủ dinh dưỡng là tránh ăn đồ ăn nhanh. Trong cuộc sống hiện đại, khá nhiều người không có đủ thời gian để chuẩn bị một bữa ăn chu đáo hoặc sức hấp dẫn của đồ ăn nhanh khiến họ lựa chọn một bữa tối qua loa với đồ ăn nhanh chế biến sẵn. Điều này vô cùng có hại đối với hệ tiêu hóa nói riêng và sức khỏe nói chung. Đồ ăn nhanh thường chứa nhiều dầu mỡ, không đảm bảo vệ sinh nên sẽ gây hại cho sức khỏe nếu lạm dụng sử dụng thường xuyên trong thời gian dài. Vì vậy, hãy từ bỏ thói quen này ngay để cơ thể được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng một cách an toàn. Nguyên tắc thứ 9, không nên ăn quá nhiều vào bữa tối. Để ăn tối đúng cách, bạn không nên ăn quá nhiều. Nếu đưa vào cơ thể một lượng thức ăn lớn sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày và ruột, từ đó dễ gây ra chứng khó ngủ và mất ngủ. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây nhiều vấn đề cho sức khỏe như suy nhược thần kinh, mệt mỏi. Bên cạnh đó, ăn tối quá nhiều sẽ khiến một lượng đạm không tiêu hóa và hấp thụ được. Dưới tác động của vi khuẩn đường ruột, các protein này sẽ tạo ra chất độc hại và làm chậm quá trình đi vào giấc ngủ. Thời gian cư trú của chất độc hại trong đường ruột sẽ tăng lên, dẫn đến ung thư ruột kết. Trên đây là những nguyên tắc ăn tối đúng cách bạn cần thực hiện mỗi ngày để có được sức khỏe tốt, phòng tránh bệnh tật. 5 thực phẩm tuyệt đối không nên ăn vào buổi tối kẻo phá nát gan thận, càng ăn càng tổn thọ. Quý vị thân mến, buổi tối là quãng thời gian mà con người được nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày dài làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Chính vì vậy, chúng ta thường có xu hướng dành nhiều thời gian để chuẩn bị bữa tối thật tươm tất. Thậm chí, nhiều người còn tổ chức các bữa tiệc thịnh soạn với nhiều món ăn cực kỳ hấp dẫn để gặp gỡ trò chuyện với bạn bè và người thân. Tuy nhiên, bạn có biết rằng, việc ăn quá nhiều những loại thực phẩm nguy hại dưới đây vào buổi tối sẽ gây tổn hại nặng nề đến hệ tiêu hóa nói riêng và toàn bộ cơ thể nói chung hay không? Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng ban biên tập chương trình đi tìm hiểu nội dung chi tiết ngay sau đây. Thứ nhất, ăn thịt tái sống vào buổi tối khó ngủ sâu. Chắc chắn một miếng bít tết chín tái còn đỏ quả là sức hấp dẫn khó cưỡng đúng không nào? Tuy nhiên, buổi tối chúng ta không nên ăn đâu nhé. Đơn giản là vì lượng sắc tố đỏ của thịt chín tái kéo dài chu trình hoạt động tự nhiên của cơ thể, khiến dạ dày phải hoạt động mạnh hơn so với ăn thịt chín để tiêu hóa hết thức ăn. Lý do này chính là nguyên nhân làm khó đạt được giấc ngủ sâu, thậm chí gây khó ngủ, cơ thể mệt mỏi. Protein cao còn gây khó khăn cho hệ thống tiêu hóa. Thứ hai, ăn thực phẩm cay gây rối loạn tiêu hóa. Bạn có biết rằng các loại đồ ăn cay luôn luôn là món kích thích vị giác của mọi người? Nhiều người thường chọn ăn vào buổi tối và đây là lựa chọn sai lầm gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà hầu hết chúng ta đều mắc phải. Chất cay nóng trong những món ăn này khi ăn vào buổi tối sẽ gây ra chứng ợ nóng, làm rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng tới dạ dày, thậm chí gây viêm loét bao tử.
Và điều này sẽ xảy đến trước khi chúng ta đi ngủ, ảnh hưởng đến cơ thể cũng như giấc ngủ. Thứ ba, ăn sô-cô-la gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Có lẽ bạn không biết rằng trong mọi loại sô-cô-la đều có chứa caffeine, một chất kích thích giúp chúng ta tỉnh táo và không buồn ngủ. Vì vậy, nếu bạn ăn sô-cô-la trước khi đi ngủ sẽ khiến cơ thể không thể nào rơi vào trạng thái tĩnh tâm để đi vào giấc ngủ, gây khó ngủ. Điều này không hề tốt cho sức khỏe tí nào đâu nhé, vì nó làm cho cơ thể không được nghỉ ngơi sau một ngày dài hoạt động. Để đảm bảo các cơ quan, tế bào được nghỉ ngơi và hồi phục tốt, bạn không nên ăn sô-cô-la vào buổi tối để tránh tình trạng khó ngủ dẫn đến mất ngủ nha. Thứ tư, ăn chuối khiến niêm dịch dạ dày tăng mạnh. Chuối cực tốt cho sức khỏe cũng như nằm trong danh sách thực phẩm giảm cân an toàn. Nhưng ăn chuối lúc nào là tốt và lúc nào là không tốt không phải tất cả chúng ta đều biết. Chuối nếu ăn vào buổi tối sẽ dẫn đến hình thành niêm dịch bên trong dạ dày. Điều này hoàn toàn không tốt vì niêm dịch quá nhiều dẫn đến tình trạng viêm loét dạ dày, ở chua, khó tiêu. Thứ năm, ăn trái cây có nhiều vitamin C làm tăng hàm lượng axit. Trái cây rất tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung vitamin, khoáng chất, chất xơ. Tuy nhiên, không phải chúng ta muốn ăn trái cây lúc nào cũng được, đặc biệt là những trái cây có múi giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi. Khi ăn vào buổi tối, vitamin C sẽ hóa thành trì trong bụng chúng ta gây nặng bụng, đồng thời chất chua làm tăng thêm hàm lượng axit trong dạ dày gây khó tiêu, dễ dẫn đến viêm dạ dày. Ăn nhiều vào buổi tối còn dẫn đến đầy khí trong bụng, gây chướng bụng khiến chúng ta khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn. Do đó, bạn nên hạn chế ăn những loại trái cây này sau bữa cơm tối, nếu muốn ăn chỉ nên ăn một lượng nhỏ và cách bữa cơm tối 30 phút để thức ăn được tiêu hóa bớt. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi ban biên tập chương trình đã chia sẻ tới quý vị và các bạn 9 nguyên tắc ăn tối đặc biệt của người Nhật giúp sống khỏe sống lâu, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ áp dụng những bí quyết này vào cuộc sống để khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Nếu quý vị thấy các thông tin này hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ tới bạn bè, tới những người thân của chúng ta để cùng nhau sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.